dưa hấu. Em bị gì? Có bị gì? Ngọt thôi. Bữa đó cũng có kẹo dẻo với dòng. Siêu thơm. Mùi sâu. Có ngon. Sô-cô-la. Có ngon hả? Có ngon. Dạ tuổi thơ ấy cậu. Có kẹo mà dễ dẻo. Đúng rồi, đúng rồi. Kẹo viên. Thôi nãy ăn một tí rồi giờ. Sẽ ăn một hộp. Em một tí. Ồ, cái này nó phẳng này. Người dễ mứt sô-cô-la. Ô thơm vậy. Vị giống caramel. Vị là vị cái sô-cô-la đậu phộng ấy chị. Chị ăn được không? Em đặt sô-cô-la luôn. Sô-cô-la ngon. Ba cái này cái nào ngon nhất? Một hộp này nó làm cái vị này thôi. Mọi người thấy cái nào ngon nhất? Cái này ngon nhất này. Vui đấy. Tiếp theo là cái này. Cái này sô-cô-la. Hai cái này thì cái này ngon hơn. À, cái này. Chuyện là cái này. Cái này em thích. Tháo cái hộp này nha. Tôi lấy cái này.